Chào các bạn đã đến với kênh review sản phẩm của cửa hàng DIY Home Depot. Và sản phẩm ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là máy chà nhám rung DIY DWE6411. Dòng máy này chuyên dùng để chà nhám bề mặt với diện tích tiếp xúc là hình vuông, thích hợp sử dụng trong các ngành gia công gỗ hoặc sử dụng trong gia đình. Và bây giờ mình sẽ phối hợp và xem bên trong có những gì nhé. Và sản phẩm này bao gồm một phiếu bảo hành và các hướng dẫn, các bạn có thể tham khảo sau khi sử dụng máy. Máy chà nhám rung DWE6411 nhỏ gọn về tiện dụng cầm đó. Một miếng bảo vệ vành chà nhám, một ống hút bụi, ống để chứa bụi để hạn chế bụi bẩn bay ra ngoài. Ta sẽ đi qua một số thông tin về thông số của máy nhé. Sản phẩm này được sản xuất ở Mexico. Máy DIY DWE6411 sử dụng nguồn điện là 220V tới 224V. Trang bình công suất là 230W. Tốc độ rung của máy là 1.6 mi và tốc độ không tải là 14.000 vòng trên 1 phút. Sản phẩm này được trang bị với tay cầm bọc cao su chống trơn trượt và hạn chế một số trường hợp ra mồ hôi khi làm việc. Sản phẩm có trang bị một túi chống túi hút bụi. Bước vừa ngay sau phía sau máy giúp giữ vệ sinh cũng như đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thiết kế máy rất nhỏ gọn, kiểu dáng chắc chắn và có độ rung độ ồn thấp, đảm bảo an toàn. Được làm từ chất liệu nhựa cao cấp nên có khả năng chịu va đập và khả năng chịu va đập hiệu quả trong quá trình làm việc, đảm bảo độ bền cho máy. Chỉ cần nắm phần đầu để kẹp một đầu của miếng chà nhám và phần sau các bạn tháo hai chốt và cố định mặt còn lại ở phía sau máy. Mình để bọc lại về bảo vệ máy an toàn khi không sử dụng.